do hãng Apple sản xuất. Bọn em là SK 212L ạ. Vâng. Một bó đen rất đẹp, rất xinh xắn, rất đẹp và được thiết kế rất là mố, có quai sách. Quai sách các bạn nhá. Anten. Vì lòng đặt chốn đêm hoa đào, buộc vào cành hát xuân ban đầu. Dòng ca của Apollo thì chiếc đèn nháy trang điểm cho chiếc đài thêm full mắt chút, rất đẹp đấy. Chiếc này bản chất của em nó là xuất châu Âu, châu về nó là FM. Chiếc này FM rất đặc biệt là 104. Xuất châu là 104. Chiếc này em ship từ Nga về. Vâng. Một trong những chiếc SK đẳng cấp của hãng Müller. Rất nhỏ, ngắn, xinh. Dài 46. Cao 18. Chiều sâu thì 10 phân ạ. 10 phân. Chiếc này rất đẹp. Và đây là em đang test bằng. Radio. Radio thì giờ này đang hết mất rồi các bạn. Hồi ấy thì chị nghĩ thế nào? Nếu tôi hỏi, chị sẽ radio trả lời tôi ra sao? Là em đã bảo dưỡng hoàn hảo. Vâng. Bà lại càng cười và... to hơn. Mấy giọt nước bất lê chảy từ các ngón tay bà xuống đất. Tiếng FM radio tôi rất tốt. À, nhưng mà anh có hỏi tôi gì đâu. Mà tôi thì tỏ tình. Lại in đầy đủ các bạn nhá. Lại in đầy đủ. Vâng, để cập nhật những sản phẩm đồ sơ đồ cũ của hàng ngày, các bác vui lòng ấn nút đăng ký và nút chuông. Còn đâu mùa thu, mặt hồ in bóng nước cô liền. Và các bác ấn nút chia sẻ để bạn bè anh em mình đều biết đến những sản phẩm đồ sơ đồ cũ của Phúc Việt Nam. Và ấn nút like để ủng hộ kênh Phúc Việt Nam ạ. Em xin chân thành cảm ơn. Chúng hòa nhịp tình. Em ra đây với các bác 3,5 nhá. Vâng, vâng, nhìn nhau. Thầm trao nguyện ước đến mai sau. Đây là bài này là chị Hương Nga chị hát ạ. Chị trai đã trọn vẹn câu thề. Tình mình hóa vui mỗi Thank you.
sẽ đăng sưu tầm cho các bạn nha. Nhưng rất tốt ạ.